tối 15 tháng 11, Công an Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera khẩn trương khoanh vùng truy xét hai đối tượng nghi dùng súng cướp tiệm vàng ở khu vực. Clip gần 40 giây cảnh thanh niên cướp giật nghi súng cướp tiệm vàng ở Sài Gòn. Theo camera của tiệm vàng, khoảng 15 giờ 21 cùng ngày, khi chủ tiệm vàng Thông Phương đang đứng bên trong tiệm vàng của mình ở trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh thì một nam thanh niên chưa rõ lai lịch, mặc đồ đen, trùm kín mặt mũi đi vào. Khi chủ tiệm vàng nhìn thì nam thanh niên rút một vật giống súng nhắm bắn. Chủ tiệm hoảng sợ nên tìm cách tránh né xuống dưới tủ kính chứa vàng của tiệm. Tiếp đó, một đối tượng bên ngoài đi vào dùng búa đập vỡ tủ kính bên ngoài rồi lấy nhiều vàng bỏ túi đeo rồi ra xe máy tẩu thoát về hướng quốc lộ 22. Toàn bộ y biến vụ cướp chưa tới 40 giây. Phía chủ tiệm vàng cũng đang thống kê số vàng, tài sản bị cướp mất để báo với công an. Công an phong tỏa tiệm vàng để khám nghiệm. Một người trước tiệm vàng bàng hoàng kể lại, lúc đó, tôi thấy một người đứng phía ngoài, một người khác đi vào trong có cầm theo súng nữa. Tôi mới la lên là ăn cướp, xong nhiều người chạy ra, tên cướp phía ngoài thấy vậy rút súng chỉ vào một người phụ nữ. Cô này hoảng qua quay ngược trở lại. Họ dùng búa đập kính rồi gom đại, phóng lên xe chạy mất. Như đã thông tin, chiều cùng ngày, hai thanh niên mặc đồ đen, trùm kín mặt mũi đi xe máy tới tiệm vàng Thông Phương nằm trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, cả hai đi vào bên trong rút vật nghi là súng khống chế chủ tiệm rồi lấy đi nhiều vàng. Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Tiếp đó, cả hai nổ nhiều phát súng rồi lên xe máy tẩu thoát. Công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra truy xét.